kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Qua ra ngoài này nè anh. Cái này lưới gần ha anh. Nhóc luôn kìa. Quá chừng luôn nè. Ô quá trời luôn rồi. Gì hả? Vậy mày nè, nuôi cá chốt đi. Không phải đâu, nãy nói với chị Tim là không phải chơi đâu, mua một cái này về mà thả cho nó vuông lan. Hồi tỉnh lên nè. Nãy mình bắt là lần lâu quá. Anh cho em hỏi thêm về cái chỗ cái kỹ thuật nuôi này này, đối với con cá chốt thì cái độ mặn nó khoảng bao nhiêu phần ngàn là mình nuôi nó tốt nhất rồi? Con cá chốt thì nói chung là từ 10 phần ngàn trở lại, 15 phần ngàn trở lại nuôi cũng vẫn được, cũng vẫn tốt. Nhưng mà khi mà mình mới thả con cá đó thì nước mặn nó từ 3, 4 phần ngàn, 5 phần ngàn là thả tốt nhất. Dạ. Dạ, càng lạc càng tốt. Rồi trong cái quá trình mình nuôi đó mình có xử lý vi sinh gì xuống đó? Có anh, khi mà mình mới lấy nước vô đó thì mình diệt khuẩn, mình xử lý cà lo. Dạ. Hay là BKC hay là TCK gì đó thì nó cũng là cái loại diệt khuẩn đó. Mình diệt khuẩn xong rồi đầu mình đánh Edeta dặn kim loại khí độc vào lại. Rồi xong rồi mình đánh men vi sinh gây tảo lên. Nó hơi khác hơn phần con tôm, mà con cá là con cá nó cần tảo hơn con tôm. Mình gây tảo cho mạnh lên, đầu mình thả cá là cá nó chưa đạt. Nếu như vậy thì trong cái quá trình mình nuôi đó là thức ăn đó, mình cho nó ăn như thế nào là hợp lý nhất anh? Cái thức ăn đó, nó khi con cá còn nhỏ đó, con cá còn nhỏ mà từ cái khoảng mà 25 ngày tới 1 tháng trở lại đó mình cho ăn không không với mảnh một. Còn nó qua tháng rồi đó là mình cho ăn loại 0.5 mà loại nổi 40 đạm đó. Yeah. Rồi cái bột mà cái hàng nọ thức ăn nổi mà loại nhỏ nhất đó. Yeah. Là bắt đầu là cả tháng là cá ăn được. Yeah. Nếu vậy thì cái lượng cá người ta nuôi ra nhiều, số lượng nhiều như vậy thì ở đây mình có thu lại cái lượng cá có không? Anh có, tại vì tôi kết hợp với mấy anh em lái đó. Dạ. Cũng như là cái khách hàng của mình thả, mà khi mà tới cá lớn là gọi cho mình. Mình cũng như là mình hứa hẹn với khách là mình bao lại sản phẩm lại, là tại vì có mấy anh em là nó là lấy cá chốt đó. Dạ. Khách đặt, khách mà nuôi cá mà lớn là điện là nó xuống tới nó bắt. Cũng như các tỉnh ở đâu nó cũng xuống hết. Thì cái lượng cá cũng như là nếu mà ở hơi xa thì cái giá nó cũng như nó trừ phí một vài ngàn thêm vậy đó. Dạ. Trừ đi cái lượng phí thêm. Rồi cái đó là cái giá khi mà mình thu lại thì nó tính theo giá thị trường hay là như thế nào? Đúng rồi, thu lại tính theo thị trường. Hiện tại cũng như là khi mà mình giao giống như khách đó, khách có cái như cần hỏi là mình có bao tiêu đầu ra sản phẩm này cho khách hay không. Dạ. Thì mình vẫn là cũng có làm giấy với khách là bao tiêu sản phẩm lại thì cái giá cũng như là 40 con từ 80 tới 85 ngàn. Dạ. Đó hiện tại. Còn 30 con thì từ 90 tới 95. Dạ. Còn 25 con thì từ 115, từ 110 tới 115. Dạ. Nó nằm ba loại giá đó. Theo anh ở cái vùng Bạc Liêu mình ở đây thì đối với cái giống cá chốt này là mình nuôi vào cái thời vụ là thời điểm nào là nó thích hợp nhất? Vừa như tháng hẹn đó không, vừa mưa xuống mà mưa xuống cũng hơi nhiều một chút đó, thì độ nước mà của nước trong vuông mình đó là nó lạc lại đó là nuôi phù hợp nhất. Cỡ khoảng không biết lúc nào nhưng mà cái độ mặn là từ 5-6 phần ngàn là trước khi thả giống, 5-6 phần ngàn là thả tốt nhất.
hoặc là nhà có cây nước đó, nhà có cây nước mình xả nước xuống mình nuôi cũng được, bơm nước vô thêm ha. Dạ. Ví dụ rồi vậy rồi nguyên một cái vuông nó rộng mênh mông vậy sao còn có cách nào xử lý khác hơn không? Nếu mà cái vuông rộng hơn đó, thì mình rút nước ra bớt, rút nước ra. Rút nước ra khô luôn rồi mình châm nước cái nước xuống, nếu nhà có cái nước lớn đó mình châm xuống. Cũng có nhiều người khách hàng có nhà có cái nước qua tiễn đó, cũng nuôi hầm 3-4 ngàn đó, tại những nuôi bình thường. Cái nước đó thì cung cấp đủ, 2-3 hầm cung cấp đủ. Vậy là nói chung là đối với con cá chốt này về cái kỹ thuật nó là mình chủ yếu là chỉ có xử lý nước ban đầu trong quá trình nuôi dài dài đó mình có. Nên mình lúc đầu thì mình xử lý nước cho nó kỹ rồi mình thả xong rồi khi mà cũng như cái ao mình 2.000 mà mình thả 200.000 con đi. Thì nó khoảng 2 tháng thì cá nó vô 80 con thì dưới nó cũng gần tấn mấy 2 tấn cá dưới rồi. Cho nên là đến giai đoạn mà có khoảng 8 tuần đó là mình đánh men vi sinh định kỳ cho nó, cũng như 1 tuần vậy đó, mình đánh lần tuần đánh lần. Cho nó phân hủy cái đáy bùn dơ thức ăn dư thừa đó. Rồi vậy là trong cái quá trình mình nuôi nè mình đâu có thay nước gì đâu anh ha. Khi mà mình thấy nước dơ quá thì mình có nước đó mình vẫn thay cho nó. Thay cho nó thì cá nó mà phát triển hơn. Nước nó sạch đó, cá nó mau phát triển mạnh. Nếu như bây giờ bà con người ta nuôi thì theo anh khuyến cáo thì cái mật độ thả nó cỡ bao nhiêu là vừa? 1 mét vuông như vậy nếu mà không có chạy quạt đó là 1 mét vuông không có oxy đó, 1 mét vuông được 75 con. Còn nếu mà có oxy 1 mét vuông là 135 con, còn không có oxy là 75 con. Là cái đó là mình tính là cái mật độ con cá lớn luôn đó. Đúng rồi, tính là cá lớn đó. Dạ, em xin cảm ơn anh. Dạ. Cá bố mẹ này đẻ cả bao nhiêu lứa thường và cả bao nhiêu lứa mỗi thay lứa khác không tâm? Nó đẻ hoài anh, đẻ một đợt cái đó nó ngưng. Cũng đỡ nhưng mà nó có lờ có bự nha bạn. Khoan mình nè, đi ra ngoài này nè, ra góc này nè, góc bên đây nè, ăn cũng mạnh lắm nè, đường lộ nè. Mình cho nó đẻ bao nhiêu lứa mình mới thay cá bố mẹ khác? Không, cứ đẻ hoài vậy đó. Cứ đẻ hoài vậy thôi đó hả? Sao hôm nay nó lên ít rồi ta? Chị ta nó nghe tiếng động hay sao không á? Bình thường tôi ngồi tôi cho ăn một cái là tôi quay một cái mình ăn nó phóng lên bờ luôn đó. Ừ. Một hồi nó ăn, hồi nó em nó ăn. Thank you.